Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook bỏ chặn từ khóa tìm kiếm vụ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bò dát vàng. Công ty mẹ của Facebook cho biết vào hôm 9 tháng 11 rằng họ đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nucleus Cooker với tên gọi thân mật là vua rắc muối, sau khi phát hiện ra rằng cụm từ Gia B đã bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video cho thấy đầu bếp này đưa một miếng thịt bò dát vàng vào miệng một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại London, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Chúng tôi đã bỏ chặn hashtag, tức là từ khóa được tìm kiếm này trên Facebook, và chúng tôi đang điều tra tại sao nó bị chặn. Một người phát ngôn do công ty điều hành Facebook Meta đã nói như vậy với hãng Reuters và khẳng định rằng từ khóa đã bị chặn đối với tất cả những người dùng Facebook trên toàn thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam. Đây là hình ảnh dòng thông báo trên trang Facebook khi người dùng tìm từ hashtag, tức là giặt bề, cho biết hashtag này đã bị tạm khóa vì nội dung không phù hợp với quy tắc cộng đồng của Facebook. Và đây là hình ảnh sau khi hình ảnh và video về bữa ăn bò dát vàng của Tô Lâm lan truyền trên mạng Facebook thì từ khóa hashtag giặt bề đã bị khóa lại. Vào tuần trước, một video được lan truyền trên mạng cho thấy ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được thánh rắc muối Cooker đút cho món ăn một món thịt bò dát vàng tại một nhà hàng sang trọng hàng nhất thế giới tại London, nơi phục vụ loại đặc sản này với giá lên tới hơn 1.000 đô la một suất. Tuy nhiên, video ban đầu được đăng tải trên trang TikTok chính thức của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến công chúng Việt Nam hết sức phẫn nộ. Video dù đã được đầu bếp ZB gỡ khỏi TikTok cá nhân nhưng vẫn được lan truyền rộng rãi trên trang Facebook bởi người dùng ở Việt Nam và được nhiều trang quốc tế đăng tải trở lại. Người dùng mạng xã hội đã đưa ra những câu hỏi về sự xa xỉ của một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam khi người dân có mức thu nhập thấp và quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng. Trong thời gian đó, ông Lâm đang ở Anh cùng với các quan chức cấp cao khác của Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc, viết tắt là COP26 ở Glasgow. Cũng theo báo Công an Nhân dân, ông Lâm đã tới thăm khu mộ Karl Marx, người được xem là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, tại nghĩa trang ở London, nhằm củng cố niềm tin của toàn đảng, toàn dân về con đường tất yếu, khách quan, đi lên chủ nghĩa xã hội. Báo chính thống do nhà nước quản lý của Việt Nam không ghi nhận hay phản ứng gì về thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được phục vụ ăn bò dát vàng 24 carat ở nhà hàng tại Anh Quốc. Như vậy, tiền thuế hàng ngàn tỷ đồng của người dân để chi cho hơn 800 báo đài trong nước đã vô tác dụng. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam đăng tin Tô Lâm đến viếng mộ ông tổ Karl Marx tại Anh, nhưng hoàn toàn im bặt với bữa ăn thịt bò đắt đỏ của ông bộ trưởng này cũng tại London. Không rõ bữa ăn của ông bộ trưởng Tô Lâm và một số quan chức gồm cả chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô được thấy ngồi cạnh ông Tô Lâm trong video do ai trả tiền. Bộ trưởng Tô Lâm cũng không trả lời cuộc gọi yêu cầu bình luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không hề hồi âm yêu cầu bình luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề này. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp, và theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam vào năm ngoái, người dân trong nước có thu nhập hàng tháng khoảng 184 đô la. Một số người xem tin và video trên trang Facebook của Đài FA đã tỏ ra bất bình khi ông Bộ trưởng ăn một bữa có giá trung bình khoảng 1.960 đô la và khi nhiều người dân Việt Nam đang phải chịu nhiều khó khăn, thậm chí thiếu ăn, thiếu mặc do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp trong nước thì phá sản hàng loạt. Đặc biệt là khi mức lương trung bình của ông Bộ trưởng Việt Nam chỉ khoảng 700 đô la một tháng, thì tiền đâu mà ông ăn? Bộ trưởng Tô Lâm là một trong những quan chức quyền lực hàng đầu ở Việt Nam. Bộ của ông quản lý công an và những cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra chống tham nhũng cũng như trấn áp những nhà bất đồng chính kiến, và trong thời gian vừa qua đã bắt nhốt hàng trăm người viết trên trang Facebook hoặc phản đối nhà cầm quyền. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam đang bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật nhân quyền Magnitsky do 10 tổ chức xúc tiến. Và khi đạo luật này được thông qua thì ông Tô Lâm và ông Bình khó có thể đặt chân lên các nước khác. Facebook đang nằm trong số các công ty truyền thông mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam và thường xuyên bị chính quyền Hà Nội yêu cầu kiểm duyệt nội dung mà họ cho là chống phá nhà nước. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn
và đăng tải của người dùng vào Việt Nam vào năm ngoái, sau khi người đứng đầu công ty, ông Mark Zuckerberg, đích thân quyết định tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam để đảm bảo lợi nhuận tại một trong những thị trường lớn nhất ở châu Á. Facebook vào năm ngoái nói rằng họ bị Việt Nam gây áp lực phải tuân theo yêu cầu kiểm duyệt và chặn các nội dung mà chính phủ cho là xấu độc nếu không muốn bị ngừng dịch vụ ở đây. Hồi đầu năm nay, hãng Reuters cũng cho biết Facebook đã gỡ bỏ một số tài khoản Facebook được xác định là của các dư luận viên của chính phủ chuyên phối hợp để báo cáo các tập thể hoặc các cá nhân có nội dung trên mạng xã hội mà nhà cầm quyền tại Hà Nội không mong muốn. Chính phủ Việt Nam thường xuyên yêu cầu các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải kiểm duyệt nội dung và gỡ bỏ các nội dung bị cho là chỉ trích chính quyền. Vào hồi năm ngoái, chính phủ Việt Nam còn dọa sẽ đóng Facebook ở Việt Nam nếu công ty này không chịu gỡ bỏ thêm các nội dung chính trị. Cũng theo hãng Reuters, chính phủ Việt Nam có một đội ngũ dư luận viên hùng hậu được coi là lớn nhất và phức tạp nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm ăn bò rát vàng đối nghịch với hình ảnh Tổng thống Obama ăn bún chả tại phố Huế, Hà Nội với giá chỉ vài chục ngàn đồng mà người dân Việt Nam rất cảm tình vì sự bình dị và gần gũi. Cũng nói về những bữa thịt bò bít tết rắc vàng của ông Tô Lâm trên trang Facebook cá nhân, tác giả Thái Hạo có bài viết như sau. Bữa tiệc đầu tiên. Từ vụ rắc muối nhớ đến một chuyện xưa cũ, đó là năm thứ nhất đại học. Sau buổi đại hội, tôi được các bạn bầu làm bí thư của lớp. Đại hội tất nhiên rồi, thành công tốt đẹp. Chúng tôi được dắt đến một nhà hàng. Tôi từ nông thôn lên thành phố đi học. Cái nhà hàng và bữa tiệc như thế là khá xa lạ với tôi. Tôi áng chừng với đồ ăn, bia bọt vân vân. Như thế bữa tiệc này có thể bằng mấy tháng tiền cha mẹ chu cấp cho mình ở thời điểm đó. Lúc ấy tôi ngồi cạnh một anh năm thứ tư là bí thư liên chi đoàn. Tôi hỏi anh, mình đi nhậu thế này là tiền của ai? Anh trả lời, đó là tiền quỹ của đoàn. Sau này vì cứ thắc mắc mãi trong lòng, tôi mang chuyện này hỏi thầy tôi rằng tại sao cán bộ đi nhậu mà lại dùng tiền quỹ của đoàn viên đóng góp. Tiền ấy đáng ra phải được sử dụng vào những việc công và hữu ích chứ. Thầy tôi nói một câu dường như rất lạc đề như sau. Em là người chưa tha hóa. Lúc ấy tôi không hiểu, mãi về sau mới dần dần cảm nhận được ẩn ý của thầy khi đã nhìn thấy, đọc thấy, nghe thấy đủ điều. Chính cái bữa tiệc đầu tiên ấy đã ở lại mãi trong tâm trí của tôi. Nó khiến tôi nhìn vào và luôn nhìn vào cái cách tổ chức, cách vận hành và cách xài tiền công về cả căn bệnh vua tập thể. Nó dẫn tôi đến ngó sâu hơn vào cả nạn tham nhũng, tệ mua quan bán chức, ăn trên ngồi chốc của các quan chức Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh nhiều nơi tại vùng núi, trẻ em vùng cao phía Bắc Việt Nam với bữa cơm hầu như không có thức ăn, khiến nhiều người cảm thấy nghẹn lòng. Viết đến đây, bỗng nhớ đến bài thơ Sở Kiến Thành, tức là những điều trông thấy lúc đi đường của Nguyễn Du, miêu tả hai hình ảnh trái ngược của quan và dân như sau. Thức ăn thừa đổ đi, chó no ngấy món ngon, biết đâu bên đường quan có mẹ con cực khổ. Đến nay, những hình ảnh như thế dường như càng được tô đậm hơn bởi những bất công oan nghiệt giữa thế kỷ 21 này. Tiêu tiền của người khác dĩ nhiên là không thể chấp nhận được rồi, điều ấy không cần phải bàn cãi nữa, nhưng hoang phí tiền bạc của chính mình cũng vẫn là một điều rất tệ hại. Tôi không khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng có những giá trị phổ quát mà cả nhân loại thừa nhận và nỗ lực gìn giữ. Xiển dương như là đức kiên cung là sự tiết độ. Xã hội chỉ lành mạnh khi con người sống lành mạnh và giàu có về tâm hồn. Từ những bữa tiệc cỏ con ở cấp thôn xã đến tiệc sang của cấp huyện rồi tỉnh tỉnh rồi đại yến, nó không phải chỉ đơn thuần là câu chuyện lãng phí hay tiêu tiền chùa. Sự hưởng thụ vật chất vô độ chỉ chứng tỏ một tinh thần nghèo nàn thảm hại. Sự trống rỗng của cái đầu và trái tim phải được bù đắp bằng sự đầy ắp của cái bung và cái hậu. Hoang phí bằng lối sống xa hoa, phè phỡn là biểu hiện của sự tha hóa nhân tính. Đối với một triều đại thì đó là dấu hiệu của sự suy tàn và diệt vong. Tác giả Thái Hạo đã nêu quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 với bản tin Facebook bỏ chặn từ khóa tìm kiếm vụ Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò rát vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de